Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện có tựa đề Nghi hàng xóm trộm rìu. Ngày xưa, có một người nọ bị mất cây rìu. Anh ta nghi ngờ đứa trẻ hàng xóm ăn trộm. Thế là anh ta ngầm theo dõi từng cử chỉ, hành động của đứa trẻ đó. Anh ta cảm thấy từ dáng đi, nét mặt đến những biểu hiện của đứa trẻ nọ đều rất là khả nghi. Cuối cùng, anh ta khẳng định chính cái đứa trẻ ấy là kẻ lấy trộm cây rìu của mình. Anh đã quyết tìm cơ hội truy hỏi đứa bé, buộc nó phải trả lại cái rìu cho anh. Thế rồi một hôm, anh ta phát hiện chiếc rìu đang cắm trên cái thân cây mà mình đã từng chặt. Khi đó, anh ta mới nhớ ra là mấy ngày trước khi chặt cái cây, anh ta chỉ mãi bó củi mà quên không mang cây rìu về. Anh cảm thấy rất là hối lỗi và thầm nghĩ mình không nên nghi ngờ những đứa trẻ hàng xóm kia. May mà chưa truy hỏi đứa bé, nếu không thì thật chẳng ra làm sao cả. Sau khi trở về nhà, quan sát lại đứa bé, anh ta cảm thấy đứa bé thật đáng yêu. Bất luận là dáng đi, cử chỉ hay là lời nói đều không hề giống biểu hiện của kẻ ăn trộm. Trong thâm tâm, anh ta nghĩ đó là một đứa trẻ tốt, mình lẽ ra không nên nghi ngờ nó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Sau khi nghe được câu chuyện, cô rút ra một bài học. Các em à, câu chuyện này nói đến một số người không chú trọng đến cái thực chất của sự việc, chỉ dựa vào cái phỏng đoán mà nghi ngờ người khác mà thôi. Hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để nhận được những bài học, những câu chuyện từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.